khay vi phong càng ăn càng dính. Mì khay vi phong càng ăn càng dính. Hành trình rực rỡ 21:15 chủ nhật hàng tuần xem sớm nhất trên siêu ứng dụng giải trí Vion. Hôm qua gian nan, hôm nay còn ta thật nhiều là điều tươi mới. Bay cao bay xa, sân bay xanh ga nhưng tỏa thấp cao trong trời. Người đẹp người ngoan người tài nô nữ, tươi già tươi xanh sáng tươi muôn phần. Mình đi tham quan kinh thành Huế, bia quan họ Bắc Ninh. Người tặng bánh bia trong chẳng miệng tay. Ta nhảy múa cùng chiêng nơi đền cao đất rừng Tây Nguyên. Hành trình rực rỡ, Việt Nam sẵn sàng rạng ngời. Hành trình rực rỡ đã đến với thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Các thành viên đã có thử thách truy tìm sử thi canai ở thác Bon Bua Hùng Vĩ. Chết ta! Hí hò! Trò chơi với những hành động cấm khiên tại thung lũng tình yêu vô cùng hài hước. Đại chiến 10.000 điểm với kết quả vô cùng bất ngờ đã giúp các thành viên mang được lửa về với buôn làng. Sinh nhật của thành viên Dương Lâm đã mang lại những cảm xúc khó tả. Đưa cái mồi ra, tôi bắn vô cái mồi nè. Kiểu em muốn cống hiến hết tất cả để cho cái show mình nó vui. Bây giờ là người không thích bằng đúng không ạ? Không thích nhất. Chắc là em nghĩ là mọi anh chị nào cũng thấy được cái chuyện này đó. Là từ đầu, mấy cái chặng đầu tiên á, em không thoải mái. Cùng đón chờ những thử thách thú vị trong hành trình Đà Lạt lần này. Bây giờ là người không thích bằng đúng không ạ? Không thích nhất. Đây là một cái mà chắc chắn là em nghĩ là mọi anh chị nào cũng thấy được cái chuyện này đó. Là từ đầu, khúc đầu, mấy cái chặng đầu tiên á, em không thoải mái như anh gì. Chặng đầu tiên á, em không thoải mái như anh gì. Em biết là anh muốn giúp đỡ em, chắc chắn mình muốn cố gắng thật sự, mình muốn thay đổi bản thân mình để mình làm tốt nhất có thể luôn. Là em là đúng là mới tin xong em được vô cái chương trình lớn, em được gặp anh chị này nọ kia, em rất là thiếu kinh nghiệm. Mà tự nhiên anh Giang gửi cho em một cái clip. Cái hôm mà lúc anh Giang gọi em xong em gọi coi video cho mọi người xem. Em bất ngờ luôn. Chắc là chặng vừa rồi mình làm không tốt, mình lên hình nhìn thấy ghê quá. Mà tự nhiên anh Giang gửi cho em một cái clip, một cái bài học gì đó. Nó liên quan về cách nói chuyện làm sao để cho tất cả mọi người đều lắng nghe mình. Em kiểu ô. Trời ơi, chết rồi. Là anh thương mình chứ phải ghét mình. Nhưng mà lúc anh gửi cho em xong mà anh nói với em là mày mà không phát triển đừng nói chuyện tao nữa. Nói chung là hai anh đều làm một cái gì đó làm cho em muốn thay đổi tất cả trong cuộc đời của em luôn chứ không phải trong cái show này nữa. Nhưng mà em muốn gửi với anh Giang một điều đó là mặc dù cho tới cuối chương trình luôn em vẫn chưa làm thật sự rất tốt, thì em hứa với anh Giang là sau này lỡ mà em với anh có gặp lại thì em sẽ là một con người phiên bản tốt nhất của em để cho anh Giang tự hào. Em cảm ơn rất nhiều. Thôi mọi người lắng động quá, thôi thách tôi làm gì đi cho không khí phá tan bầu không khí này. Thách thì chọn đi. Đây, một cái gì dễ dễ thôi. Bế người bên trái đi, năm vòng tròn này à? Vâng. Là em á? Trời, chị tha thế còn hơn. Không ai bế nổi đâu, trời ơi. Cho em vừa chỉ cho em cống thôi. Ôi, rồi con gấu này mang nghiệp gì mà bị em leo lên. Là nó đưa ra khỏi đây được. Có chân đất nha. Sao tôi bệt với cái trường mầm non này quá. Chị Phương ơi, tụt em rồi, chị Phương ơi. Chị Phương ơi, tụt em rồi. Khoan ơi, được rồi, em nghĩ như đó là đủ rồi. Rồi, tha cho, đấy rồi, tha cho bác em rồi. Em cảm ơn ạ. À. Đây là kiếp nạn của chị Phương hay của em vậy mọi người? Tiếp nối chương trình của chị Phương thì em nghĩ là em mới nãy là em muốn thật, nhưng mà bây giờ em thích thách. Em thấy thách vui quá. Thách chị nói sự thật.
Cái gì vậy chị? Dùng răng để cởi vớ của người bên trái. Trời ơi là trời. Đây nè. Bác Lan không biết đọc chữ. Trời ơi, đây anh Trường Giang, anh xác nhận với em đúng không? Đúng không? Bác Lan không biết đọc chữ. Đúng rồi. Đây là dùng răng của mình để cởi vớ của mình. Mọi người ơi. Nói chứ là của cởi vớ của mình. Mời mời. Nè vô. Cũng được mà, chị thấy cũng được. Chị ăn giùm em được không? Chị ăn giùm em. Anh sẽ tụi em ý, chị đang động viên em đó. Cảm ơn chị. Trời ơi. Cố lên con, cố lên. Rồi được, 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 gần ra, gần ra, gần ra, gần ra. Em cần người hỗ trợ không? Em cần. Phát, phát tháo giùm phát. Cá cắn ra giùm phát. Ủa em tưởng hỗ trợ. Thôi hỗ trợ bằng tay được rồi. Rồi tôi hỗ trợ bằng ngân xíu nè. Đúng rồi, không có khó nhất rồi. Rồi Vinh thật thật thách. Thách luôn đi cho vui. Thách đi rồi. Mời anh rồi. Ước gì một câu nào thật khó. Gửi một video tin nhắn đến mình trong 10 năm nữa. Đây, được. Hợp lý. Vô. Xin chào đó. Xin chào Vinh gì đó. Xin chào Vinh của 10 năm nữa. Là năm bao nhiêu? Là không năm. Biết đếm. Không 2, biết đếm. 2033 đúng không? Lúc đó đừng có mập như bây giờ chứ. Vậy được. Phải lúc nào cũng ốm, phải lúc nào cũng khỏe, đúng không? 6 muối. 6 muối thì không chắc. Hết. Ủa? Cục ngủ rồi, bạn chỉ quy định là gửi video chứ đâu cần định thời lượng. Đúng, đúng rồi. Rồi. Đúng rồi, nói đúng đâu. Hợp lý. Rồi, sao ai thách? Em trăm thách nha. Thách chơi vui. Giờ mình sẽ thách. Em thách. Rồi, thách sao Lâm? Tâm sự với cái môi của tôi và khen cái môi của tôi. Và đây cái bánh kem của ekip tặng cho Lâm. Thì Lâm xin phép được ăn một miếng để cảm ơn tình cảm của mọi người. Wow, đây là một miếng của Lâm, mọi người nhìn đi. Đây là một miếng đây. Đây là một miếng. Và Lâm muốn tận người ở đây phải cắn một cái. Trời ơi. Đây là bạn làm gì tôi? Bạn bạn cắn một cái. Ôi Lâm ơi, tôi khao khát bờ môi của Lâm. Thiêu đôi là... thoại yêu người ta mà cũng chấp nữa. Bình thường thôi, đời thôi. Tưởng tượng đây là môi của tôi. Tưởng tượng đây là môi Lâm của ơi, tôi. Kể từ ngày lần đầu tiên tôi gặp Lâm, tôi đã gọi là khao khát bờ môi của Lâm rồi. Một bờ môi duyên dáng, nói gì cũng duyên hết. Cho tôi môi Lâm đi, cho tôi môi Lâm đi, cho tôi môi Lâm đi. Ăn hả? Ăn cái môi lên, hả? Bự lên. Ăn cái miếng môi luôn. Đúng rồi, tạp thiệt là bự vô. Trời ơi. Chạy đi mọi người ơi, chạy thôi. Chạy đi mọi người ơi. Chạy đi mọi người ơi, chạy thôi. Chạy đi mọi người ơi. Chạy đi mọi người ơi. Chạy đi mọi người ơi. Của hành trình rực rỡ, mọi người hãy nhanh chóng có mặt tại địa điểm của ekip ạ. Đến sớm thì sẽ có lợi thế, nếu sau 3 phút không có mặt sẽ có hình phạt. Tôi đang dậy đi toilet thì nghe thông báo. Thật tuyệt vời, không biết là lợi thế gì ạ.
Phát Lan là thành viên đầu tiên đến đây thì được ưu tiên chọn một trong 9 món ăn ở trên bàn. Thôi Phát Lan chọn đây đi. Phát Lan chọn số 5. Nó như 13 phút không? Địa điểm của ekip ở đâu vậy mọi người? 3 phút. Dạ bông. Thôi vậy hơi trễ không á. Bình Minh, Bình Mon. Bình Mon là gì? Phương ơi, dậy chứ Phương ơi, Ngân ơi. Dậy rồi bao ơi, hết trời đời của tôi. 10 phút thôi. Đi thôi. Quý anh chị nghệ sĩ ơi, còn 1 phút nữa là hết giờ. Ôi. Giờ cũng giống nhau rồi, cặp nữa. Các bạn hãy chọn một con số và ổn định chỗ ngồi. À, ha ha, em số 3. Em số... xin chọn số 2. Dạ anh nhường em nè, em bấm số 2 đi. Anh nhận số 1. Lên Giang. Lên. Chào anh Giang. Còn anh Lâm nữa. Anh Như Lâm Đồng Nai đã chinh phục ước mơ đời mình. Tao nói dậy sớm thành công rồi, mình dậy trễ nhất đoàn rồi đó. Tôi có bệnh trong người. Bệnh gì? Bệnh nhiều lắm. Bệnh gì? Bệnh hở van tim hay lá. Ủa hở van tim hay lá? Trời Lâm. Dương Lâm trễ 3 phút so với quy định. Xin mời mọi người đưa ra hình phạt ạ. Tại vì sinh nhật hôm qua nói chuyện với con đến 4 giờ sáng nên mọi người đừng phạt Lâm. Chuyện với con đến 4 giờ sáng nên mọi người đừng phạt Lâm. Con nào thức đến 4 giờ sáng? Vin hả? Vin 4 giờ sáng Vin dậy kêu ba ơi con nhớ ba quá. Ba nói chuyện với con đi. Trời ơi, wow. Ủa biết nó có hỏi luôn rồi hả? Nó kêu Tự giật luôn. Chủ đề ngày hôm nay của chúng ta là sắc hương phố núi. Mở màn thì chúng ta sẽ có những món ăn đặc trưng của Đà Lạt là bữa sáng để mọi người thưởng thức. Xin mời mọi người mở món ăn theo số thứ tự mà mọi người đã chọn ra. Em mở trước nha mọi người. Quá sướng vậy. Một tô phở còn gì tuyệt vời hơn. Dạ em xin được mở món ăn của em. Em nghĩ là một món rất đặc sản. Trời ơi. Lâm số 3. Đâu, anh không được chọn, anh tới trễ người ta chọn hết rồi. Còn cái nào không người ta không chọn thì mới là tới anh. Ủa vậy hả? Đúng rồi. Ôi, chỗ này cũng ngon nha. Thôi ngủ sao. Anh Lâm, anh có muốn đổi với em không? Em không ăn mới, được. Mới làm mũi mà nó chưa lành mà ăn này nó nở mũi ra ha. Trời ơi. Anh Lâm. Không gì em. Em thương anh Lâm thật sự luôn. Gì? Anh có muốn đổi với em? Để đổi cái micro đem. Vô đường này đi. Rồi làm đi. 3, 2, 1 Slay. Trời ơi. Slay. Trời ơi. Ngon quá. Nhẹ nhàng sáng là ăn này ok đó. Đâu anh nào với anh là cái miệng anh thì ăn cái này không có no đâu. Anh ăn cái này được không? Cái này ăn ý. Đây của Phát Lan. Bánh tiêu. Rồi bây giờ tới Bích Phương. Ơi tụi em. Ơi tụi em. Ơi tụi em. Giận đẹp quá ơi. Sao vậy? Bữa sáng của em. Wish. Trời ơi, cũng ngon nha. Nhập là quá hợp lý luôn á. Nhầm 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 nhầm. Tôi thì thấy một món xíu là khoai lang, tôi phá khoai lang. Là trọn một trong những khoai lang ngon nhất của tỉnh Lâm Đồng. Mà hiện tại chưa thấy khoai lang. Wow. Trời ơi. Mời mọi người thưởng thức bữa sáng ạ. Ôi em ăn khô vậy luôn hả? Riêng Isaac thì hãy đợi một chút xíu nhé, để mọi người có thể chuẩn bị bữa ăn hoàn thiện cho bạn. Ấm cái bụng luôn á. Bích Phương ơi, mời cả nhà. Chị cũng cố thử một miếng này chứ không ăn.
Wow. Nóng hồi. Rồi nó lạnh như cái miếng của tôi rồi đó. Để anh hà hơi cho nó ấm nóng lên nè. Mọi người có ai muốn ăn xôi không ạ? À? Bạn có thích ăn xôi không? Không, không, không. Anh có thể tới với em một cái bánh cua được không ạ? Các bạn hãy tạo ra một slogan cho món ăn của mình. Tôi là ăn qua lan. Miếng mặn thật sang. Wow. Sang chính tâm lý ha. Bánh mì mứt dâu. Miếng mặn anh đâu? Bánh mì mứt dâu. À. Khỏe như trâu. Bánh ướt lòng gà. Bánh ướt lòng gà, yêu thương cả nhà. Ừ. Được không ạ? À? Ừ, được, được, được hết á. Bánh mì ốp la, miếng mặn đi ra. Bánh mì ốp la, miếng mảng đi ra. Tên là mày móc. Bánh tiêu đậu nành, tốt bụng chân thành. Hợp lý. Có không? Con người có đó không? Không, tại nó vô dần. Tại nó vô dần thôi. Đó chị Phương Lan à. Xôi ngũ sắc, miếng nào cũng đắt. Đó à. Đậu nành, bánh ngọt, dễ bị đàn em đâm thọt. Ai đâu? Bắt la đó. Ủa sao sáng sáng giờ? Sáng giờ anh vậy mà vậy? Cái gì? Sáng giờ em có đâm thọt gì đâu. Trời ơi, anh nói câu nào là em thọt câu đó. Trời ơi. Đàn em mà hả, hổng hào quá hà. Thế em không à? Đó đúng rồi. Ăn nè, TVC nè. Wow. Wow, sảng khoái nè. Đúng rồi, húp miếng nước lèo đi, cái bắt một cái là ok. Để cái mạng mở màn dính mỏ. Wow. Thoại, vô. Thoại, thoại. Đang nhai. Đang nhai, nhai, nhai. Máy vẫn cần, máy vẫn cần. Hôm nay món của em là bánh mì xíu mại, không ai làm lại. Ghê. Tên tôi hả? Nghe nam thần ta nói chuyện nè. Thôi mệt quá, thì anh làm mà đó là em vậy. Người ta không những đẹp mà còn có trí tuệ. Đúng rồi. Văn thơ lai láng. Đúng rồi. Chính vì vậy mới làm trưởng nhóm 3 số 5 và nổi tiếng tới tận bây giờ. Đúng vậy. Anh Isaac là một gọi là nghệ sĩ rất có tầm. Mọi người thấy đây là tô gì ạ? Phở gói Vi Phong. Phở Vi Phong làm gì cũng xong. Mì khay Vi Phong càng ăn càng dính. Mì khay Vi Phong càng ăn càng dính. Đi thôi. Vô. Đây là gì đánh Giang? Anh tặng cho em một trái tim. Đây là trò chơi. Chia đổi ra luôn. Đánh cắp trái tim. Đánh cắp trái tim. Bây giờ chúng ta sẽ làm gì ạ? Với chủ đề mang tên sắc hương phố núi, chúng ta sẽ có một nhiệm vụ đặc biệt vào cuối ngày. Trước đó thì các bạn phải chiến thắng trò chơi ở từng hành trình để có thể giành được đặc quyền cho nhiệm vụ đặc biệt này. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với thử thách đầu tiên ở đây. Trò chơi này mang tên là cừu và sói. Cừu và sói. Cừu và sói. Nghe là biết đuổi bắt rồi. Ăn thịt em. Đúng, ta sẽ là con sói gian ác. Rồi. Chúng ta sẽ chọn ra người đầu tiên làm sói. Những người còn lại thì ngồi trên mặt xà phòng ở phía sau. Người vào vai sói sẽ cầm chú sói nhồi bông đi thành hình vòng tròn phía sau lưng các thành viên. Trong lúc di chuyển, sói phải đặt tay lên từng người và chỉ định họ là cừu hoặc sói. Nếu được gọi là cừu, thành viên đó chỉ cần ngồi yên. Khi muốn chỉ định một thành viên làm sói mới thì sói cũ sẽ phải trao lại chú sói nhồi bông và bỏ chạy. Sau đó sói mới phải lập tức đuổi theo để chạm vào sói cũ. Trường hợp sói cũ đã chạy được một vòng tròn, ngồi vào vị trí trước đó của sói mới mà không bị chạm thì sói cũ thắng. Và ngược lại, nếu bị sói mới chạm được trước khi vào vị trí thì sói cũ thua cuộc. Mỗi thành viên sẽ có 2 mạng tương đương với 2 trái tim cài trên đầu. Bị loại lần thứ nhất, bỏ 1 trái tim.
Bị loại lần thứ hai đồng nghĩa với việc là dừng cuộc chơi. Người cuối cùng còn giữ được team sẽ là người chiến thắng chung cuộc, giành được một điểm rực rỡ. Đây. Dạ rồi. Okay. Okay. Ai sẽ là sói đầu tiên ạ? Tôi sẽ được giới thiệu. Sói già phố quơ. Sói già phố quơ. Ok, tôi sẽ làm sói đầu tiên. Ok. Sẵn sàng chưa? Chơi. Rồi, bắt đầu. Gái này. Cù nè. Thấy đẹp không? Sỏi nè. Hú cái hồng. Sỏi nè. Hú cái hồng. 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 Giang càng già càng hay. Trời, tôi tin Giang mà. Trời ơi. Mất trái tim. Đúng rồi. Nháp mà, nháp mà. Nháp đi. Nào cũng rồi nha. Rồi. Hả? Đây tôi, đây tôi. Đây, trái tim mình sẽ để đây. Đây, mất một trái tim rồi nha mọi người. Go. Nháp, nháp, nháp. Go. Đây bị ấm. Cool. Cool rồi. Cool. Cool. Cool rồi. Rồi, đúng bên đó là cool. Sói! 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 Một trái tim gì nè. Cố lên. Nếu anh nào một chú kiều to. Kiều to. Thôi làm kiều thôi. Em chuẩn bị dáng về dáng rồi. Ôi trời. Về dáng rồi. Ôi trời. Sao anh quýnh người ta giả mang vậy? Trời ơi. Sao anh quýnh người giả mang vậy? Toàn từ ngã thôi, có ai làm gì đâu. Bích Phương mất một mạng nữa rồi nè, thấy chưa? Thêm mạng Bích Phương. Này là hai cái của Bích Phương nè, thấy chưa? 3, 2, 1, bắt đầu. Tưởng con gì? Con dê. Con dê nè, bé nè. Con rắn nè. Con rắn. Nhỏ thua nè. Chó nè. Con chó đúng không? Không, đúng rồi anh ơi. Con sói. Con sói là không bao giờ đâu nha. Ủa đâu có? À không phải không? Chết rồi. Anh Lâm bị chậm, phải nói dài dài ra là anh mới suy nghĩ. Hay quá, tôi biết điểm yếu của anh rồi. Sỏi nè. Sỏi nè. Ai
trao lắm. Trao không? Trao. Anh bị trao hả? Anh Giang là dũng sĩ gì trái tim. Ghê thiệt. Ba người bị anh Giang loại. Ghê rồi, sợ quá. Rồi. Anh làm Giang đánh thầu cái game này luôn rồi. Chị Thúy Vinh à. Nè Kiếp à, đúng là như người ta nói cái gì? Gừng càng già càng thâm. Nè Kiếp ơi. Con sói nè. Sói nè. Ủa, sói nè. Ủa, ơi, lên 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 nữa không? Nữa không? Một chân nữa đi anh. Thật sự tại anh Lâm á cản em á. Anh Trường Giang. Trời ơi, chết cho tôi nha, chết cho tôi nha. Anh cái... Đức Giang, em không thèm chơi với anh. Cái bộ tôi nhanh lắm. Anh Trương Thế Vinh. Giờ mình đổi vai cái lần nữa. Rồi có ngày em sẽ dìm anh xuống sình. Thí Ngân. Sao em? Chị ngồi thẳng lên, chị làm gì nhìn tôi? Em chết đi chị nha Lan. Chết cái gì tự nhiên? Cái chân chị dài lắm nha Lan. Dài lắm hả? Một chân thôi nha Lan. Ê, dậy. Cũng nhanh lắm đó nha. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Anh Dương Lâm. Cà Lâm, cà Lâm. Cà Lâm, cà Lâm. Em Út Giờ. Tiếng người. Con cừu ra, con cừu đi, con cừu đi. Anh là một con cừu rất là béo. Cảnh luôn. Trời ơi, chị sói nè. Chị sói nè. Chị sói nè. Lan nè, Lan nè. Lan bị loại nè. Gì? Con Kiều. Đúng rồi, chứ sói chết cho tôi liền á. À, tôi bảo chú này tôi quánh khóc liền đó nha. Tôi quánh khóc liền đó nha. Trời ơi, con Kiều. Em nói không? Em quýnh là rớt xuống đèo đó. Ta thua rồi bà ơi. Con Kiều. Con ôi sai. Thì em về chỗ rồi. Thì em thua, em thắng. Một trái tim đến từ chỗ của Thúy Ngân. Xem. Bé Ngân nè. Ủa? Rắc nè. Rồi, an tâm rồi. Bị thua rồi nè, con bị thua rồi nè. Con khù khờ nè. Vắc la nè. Cái mũi nè. Ok nè. Lan nè. Trời ơi. Voi rừng nè. Chơi đi. Anh Giang. Hèn hả? Hèn hả? Phải tập từ nhiều quá mà. Dạ.
Cái gì vậy Ngân? Em thách anh dám hả đụng anh Isaac á. Ủa? Có gì phải không? Isaac này thách anh. Ai vô chơi? Isaac em thách anh á. Từ từ chơi nè. Chơi mà thua nè. Chơi không? Chơi anh. Chơi đúng không? Chơi anh. Chơi anh đúng không? Dạ chơi anh, chơi anh. Con sống. Con sống. Con sống. Đấy. Cố lên. Sao mà? Ê ta tiếp đi tí. Cố lên. Em xin thì đừng chạy, cứ chạy từ từ thôi đã, đừng để ngã nhiều thế. Chạy bàn toàn thôi. Đang quan. Phanh 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 lại. Đấy đúng rồi, đang quan. Vô chậu rồi, vô chậu rồi. Nói vận tải em một cái anh Giang à. Trời ơi, thế lâu quá, cản quá, quay cái vậy. Anh Tháo gắn vào đầu anh kìa anh. Ủa? Không? Được không? Chiến lợi phẩm đã gắn lên đầu okay. Anh. Ok. Thôi anh này con dâu không mấy con cu rồi. Cù trung niên, cù trung niên. Hay trung niên. Trời ơi. Nặng lời quá anh Giang ơi. Anh Lam bỏ chân đàng hoàng, anh tính dí người ta hả? Vô. Phát la kìa, bỏ chân xuống đây. Xoay xoay. Ê lộn. Cù rồi. Mở kè sổ rõ ràng. Mở kè sổ rõ ràng. Mở kè sổ rõ ràng. Chạy lên, chạy nhanh lên, chạy nhanh lên. Chạy đi, chạy đi, chạy đi, chạy đi. Chạy đi, chạy đi. Chạy đi, chạy đi, chạy đi. Chạy. Chạy, cố lên. Trời ơi. Đen gì tâm này. Cố lên. Em gì tâm này? Trời ơi! Anh ơi, trả cho em. Trời ơi, coi giật rồi. Trời ơi! Trời ơi! Trời ơi! Trời ơi! Hai ba lần. Hả? Trời ơi! Giỡn với anh. Chị lực bắt đầu tâm. Trời ơi! Trời ơi! Trời ơi! Bị tháo một cái cây lộn lên anh lại. Quá dại dột rồi. Đây. Anh phải đọc tên nha. Lan. Lan là Lan không là cừu không là sói. Em thích anh Vinh. Anh muốn em đi cái đó cái trò chơi tao quýnh mà. Sao phải cái con gì với chơi? Cái con gì đấy? Anh Vinh mà. Phiêu con gì đi? Cừu sói. Anh Giang. Hai nữa Ngân còn gái đúng không? Để Ngân lên đường luôn. Lên đường. Lên đường là sao? Lên đường. Ủa gì vậy? Giống như chưa có tâm thủ với tôi vậy. Đánh. Bị sói. Ê cái gì đó. Bị sói. Ê cái gì đó. Bị sói. Gạt anh đi. Vô vô vô. Gạt gió đi. Gạt gió đi. Kiểu tướng của anh. Đây, Isaac được cướp lấy 10 trái tim của Bảo Lâm nha mọi người. Còn một mạng, còn một mạng. Lan còn không? Hết rồi. Hết rồi phải không? Anh sói. Chưa đâu trên đây. Anh Vinh manh động quá vậy. Anh Giang mệt đó. Hai tim lận anh Giang tới hai tim lận kìa. Ok. Cái gì còn hai cái luôn hả? Để mình canh cho đủ người chơi nè. Đúng rồi. Cái đồng điều. Con sói nè. Cái đồng điều. Con sói nè. Trời ơi. Anh Lâm ơi. Anh Lâm ơi. Anh cản tháng lắm hồn. Anh về bác tài ơi. Tới rồi. Tới đâu là... Nè tới rồi. Đánh đi tên thù luôn đi. Tới rồi mà. Mà không chịu dừng nè. Tới rồi. Rồi. Vậy là em bị mất tim hả? Đúng rồi. Em thua rồi đó. Giang gọi rồi đó bé. Em chưa thấy ai lấy được tim của anh Giang. Giang ghê lắm. Come on baby. Chưa. Chơi đi mà. Phải về ngồi nghỉ. Anh Giang. Xấu nhìn Giang ơi. Anh Giang ơi. Yeah.
Chạy đi. Chạy đi. Rồi xong. Dánh chữa. Là Lâm còn một cái đúng không? Loại à. Lâm hết rồi. Đây chỗ này chị rồi. Nhìn thấy rồi. Thôi, xong. Phát loại. Anh lớn mà chơi nha. Xoáy. Yeah. Ủa là thu hết rồi. Thì còn mình em với anh thôi đó. Anh chắc còn tới hai bạn. Mệt nha. Hóa cảnh giác như mùa mình tình không không á. Đi vòng đi kia. Mệt quá. Sói. Sói nè, sói nè. Nhanh lên ai dắt. Sói nè, sói nè. Nhanh lên ai dắt. Vô, tập trung chơi. Còn có hai người chứ nhiêu. Anh còn sức không anh? Còn chứ. Anh chắc không? Còn mà ít thôi. Còn mà thở dữ. Chắc không? Thở oxy rồi anh sắp thở. Chắc chưa? Còn mới thở được chứ. Sao cái giọng anh nó giống liệm đi vậy? Có tuổi. Có tuổi rồi hả? Lớn. Chắc chưa? Thôi, nè. Ừ, này anh. Đó, đi. Ôi, dạ. Cái gì vậy? Trời ơi. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, trời ơi. Sói. Sói. Hay quá. Hay nè, hay nè. Hay. Trời ơi. Hay nè. Ê ê. Trời ơi. Hay nè. Ê ê. Trời ơi. Hay nè. Ê ê. Có vậy. Có vậy. Quá đỉnh. Như vậy là ai sắp chiến thắng? Cứu tôi. Có đáng không vậy? Đâu có đâu có. Có sao đâu dám đến. Có đáng rồi. Ai sắp thắng nhưng đã bị thoát vị đẹp. Trước khi di chuyển đến địa điểm tiếp theo, xin mời bạn chọn cho mình một bộ trong số những bộ trang phục đặc biệt ở trên bàn phía trước. Người chiến thắng được chọn đầu tiên. Xin cảm ơn, xin phép mọi người. Hình như là trái dâu đó mọi người. À, trái dâu đủ trái hết. Không biết cái gì. Và bây giờ, xin mời mọi người thay trang phục và di chuyển đến địa điểm tiếp theo. Mì khay Vi Phong càng ăn càng dính. Mì khay Vi Phong càng ăn càng dính. Đậu Hà Lan quay trong vườn khổ quá. Cà chua bí đậu củ cải trắng. Cà chua, cà chua. Đậu đậu, Hà Lan. Đà Lạt có chai đào, ở đâu cũng có chai đào. Anh đi anh nhớ quê nhà như canh rau muống, cà tím, cà tím. Nếu bạn đến với Đà Lạt thì phải nên ăn cà rốt. Yeah. Nó rất tốt cho đôi mắt vào những ngày mưa dột. Dù tây, cà tím, oh yeah. Cà chua. Củ cải trắng, bí đỏ. Củ cải trắng, cái đào đào đào. Củ cải trắng, bí bí đỏ. Đậu Hà Lan. Cải cải cải. Nhớ về những ngày mà bạn ở nông thôn. Món ăn đó đi cùng ta lớn khôn. Buổi sáng là tôi ăn rằng ăn đái cặp tím. Buổi trưa lên chưa có mưa em ăn trái cặp tím. Buổi chiều nói nhiều tiếng xìu em ăn trái cặp tím. Buổi tối nay vô 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 ăn tối em ăn trái cặp tím. Mệt lắm. Tại sao tôi phải làm chuyện này vậy chứ?
Chúng ta đang ở làng hoa Vạn Thành, nơi đây có rất nhiều loài hoa đẹp và rau củ quả đặc trưng của Đà Lạt. Mọi người có biết là mình đang mặc trang phục gì chưa ạ? Tất cả rau củ quả của làng hoa Vạn Thành, ai về Đà Lạt chơi ghé thăm làng hoa Vạn Thành, ngàn hoa đua dắt khoe màu, khoe màu. Mọi người sẽ kiểm tra được sự quan sát và khả năng vận động của mình thông qua một thử thách mang tên là Tôi Muốn. Sẽ có 3 lượt chơi. Lượt đầu tiên có 9 người tham gia đi tìm 6 loại củ quả. 3 người không tìm được thì sẽ bị loại. Lượt thứ hai các bạn đi tìm hoa, 6 người tham gia và 3 người bị loại. Và lượt cuối cùng sẽ có 3 người chơi để chọn ra người chiến thắng cuối cùng. Người này sẽ giành được 1 điểm rực rỡ và nhận đặc quyền cho thử thách tiếp theo. Mọi người đã sẵn sàng chưa ạ? Sẵn sàng. Chơi. Lượt chơi đầu tiên, tôi muốn bí thiên nga, dưa pepino và cà chua táo cam. Bí thiên nga làm sao có giống bí nào mà trái giống vậy mà nó lại thành màu trắng được, người ta chưa nhân giống được. Em nghĩ nó có cái đuôi dài giống con thiên nga, hoặc cái cổ dài giống con thiên nga. Ừ, cũng có thể là cái cổ. Cái phần thon thon á. 3, 2, 1, bắt đầu. Đối với những người chân ngắn thì nên chạy. Chạy chi vậy ha? Quan trọng là trí tuệ đúng không? Các cung nữ theo ta. Đi thôi. Thập tam bụi. Nhìn xuống đây. Hoàng thượng yêu cầu phải hái 3 loại trái để về cho hoàng thượng tẩm bổ. Đúng vậy, đó là 3 loại trái. Bí thiên nga, dưa pepino. Mọc hoa. Cà chua. Chị. Hai tỷ muội mình cứ lo thoại. Bọn họ đó là đóng lấy hết rồi. Kệ đi. Tỷ à, nếu như có người cản được chúng ta thì... Chúng ta hãy... Có gì làm sao vậy? Mẹ ơi! Mũi nè! No! Ô, bí đội nón là nó đội nón thiệt. Còn này là bí gì? Bí nhái. Này là rau không ạ? Rau với hoa không ạ? Bên đây hoa không ạ? Ý! Thấy rồi, vừa củ quả. Yeah. Yeah. Sao anh ăn thế? Logo của chương trình không? Có đây, có logo rồi. Hay vậy? Chị Tính Xuyên à? Chị Ngân à? Hay vậy? Thấy rồi hả? Thì thôi mình đi chỗ khác thì cả nhà. Yeah, vậy là mình đã tìm được rồi. Đi nè mọi người ơi. Thôi mình đi chạy về. Đúng là những người khi mà có chiến lợi phẩm rồi thật là thư thả mọi người ơi. Có người đã lấy được rồi kìa, Tỷ ơi. Tỷ à? Cái gì? Tỷ có muốn cướp không? Có chứ anh. Có rồi. Yến Nhi, nguy hiểm quá. Okay. Hợp sức. Trúc Lâm. Trúc lại. Chạy. Nhanh quá. Mệt. Hắn chạy nhanh quá. Hắn bự quá. Gì vậy em? Hợp sức. Có người ta. Anh ơi, em xin anh. Vậy sư tỷ à, mình chia đôi trái này đi. Vậy sư tỷ. Bí bên đây nè. Thiệt không anh Giang? Thiệt. Chứ sợ vô đó là bí luôn chứ không có bí. Đi đây. Ê.
Dừa. À, đây là cái gì nhỉ? Bí thiên nga. Thôi, quá logo là được. Mình phải chấm xanh. Những người chưa có gì ra. Hết rồi đúng không? Nani? Kìa, có gì? Im lặng, đừng có nói gì hết. Hãy để người ta thấy, rồi chúng ta cứ thập tâm mũi. Để tôi thấy. Để tỷ. Sao chạy mày chơi? Chạy cái gì thế? Sao chạy mày chơi? Chạy cái gì thế? Có gì đằng sau thế? Đừng chạy. Mẹ ơi, em làm gì có gì đâu. Em không có gì hết. Để tôi thấy. Xin lỗi, em xin lỗi thiệt nào. Chạy đi em, chạy đi. Em chạy đi. Sao vậy? Trời bắt dùng vàng em ơi. Cứu tí bị gì? Tí bị gì? Người nước thì động thương. Trời ơi. Nhưng quả nếu mà em lấy lại được quả bí này anh phải trả lại cho em. Sao mà trả được em? Ở đâu? Em xin lỗi. Trời ơi. Trời ơi, cướp này cướp chắc rớt lum hết phải không? Em cướp Bích Phương đúng không? Trời ác dễ sợ. Anh là anh kiếm cho Bích Phương đấy. Em đã có suy nghĩ rồi, em sẽ quay lại hỗ trợ Bích Phương. Phát Lạc. Em vào cùng tìm nè. Nhưng em ơi, em cầm về chưa? Em đã về rồi và. Sao anh sợ quá? Mình cùng đi tìm nào. Chị khổ quá, em có biết là chị toàn bét không? Chị hãy suy nghĩ đi. Ai là người đã cướp của chị? Em. Chị nói Dương Lâm đi. Không, chị không là Dương 023 gì hết. Chị không quăng miệng gì nữa, em ấy là cướp bí của chị. Dương Lâm cướp của chị. Dương Lâm cướp của chị. Bây giờ đi đâu? Bé đi dưa bé Pino này có vào không? Dưa bé Pino hả? Thôi đi vào đi. Nhưng mà còn trái gì? Phát La ơi, nếu em tìm ra em phải nói bé thôi nhá. Anh đang tìm được quý tí ra rồi. Anh đang tìm được quý tí ra rồi. Ủa sao kỳ vậy em? Em bị Dương Lâm với cả Pha La cướp. Dương Lâm và Pha La quá ân hận về hành động của mình. Thế là cướp lại quái giáp giúp em. No. Tôi đã bị cướp trên vàng mướp rồi mọi người ơi. Trái này là của tôi đó, trái này của tôi đó. Trời ơi, đây nè, còn đây của em nè. Wow. Phát La đâu, Trái này của tôi. Khốn ba ơi, cái này là của tôi. Đây, trái của anh đâu? Của em đây. Trái này của anh. Hỏi đi, hỏi cái gì đi. Logo đâu? Ủa, cái logo của anh đâu? Đây, lấy giùm anh đi cưng. Ủa gì? Đúng rồi. Đây là trái nào đã cướp được của Bích Phương à. Trời ơi, nó lăn ở dưới đó mà anh vẫn lấy đúng ra được rồi, luôn hả? Học vô là hơi dính màn nhìn vậy anh. Ủa vậy là nề kiếp với lại chứng ngẩn với lại Isaac loại. Liệp trên thứ hai, tôi muốn một chậu cúc boro hoặc chậu phong lữ kép hoặc là chậu thu hải đường. Ba, 2, 1, bắt đầu. Phải tránh xa hai tên cướp. Em sẽ đi theo các anh. Vì em rất yếu nên sẽ bậu vào những người khỏe mạnh và thông minh như anh Giang và anh Vinh. Vì sư tỷ lại muốn cướp của ai đây? Bây giờ mình chơi lớn mình cướp mẹ già. Em nghĩ là mình khó sống trong nghề. Không sao đâu em ạ. Thế em bậu vào anh nhá. Vì em rất yếu nên sẽ bậu vào những người khỏe mạnh và thông minh như anh Giang và anh Vinh. Thế em bậu vào anh nhá.
Đây có GoPro kìa, đây có GoPro kìa. Đúng vậy, nó sẽ vòng vòng ở đây thôi. Vậy với kinh nghiệm mà hả nhà sáng tạo nội dung thì sẽ dán lên cái chậu. Anh chen chen á. Thập tấm mũi. Chị xin phép chị về gặp mẹ trước. Chị đá em nha. Chị dính thiệt. Chị sẽ đẩy em. Cái gì? Sao em? Chúng ta phải đi về cùng nhau. Hãy tìm cùng em đi. Hãy tìm cùng em. Tìm cùng em. Em ơi chú. Em ơi chú. Đợi ơi. Đợi ơi. Em ơi. Hãy cầm về chạy đi. Và nhớ rằng em. Em ơi. Hãy cầm về chạy đi. Và nhớ rằng em. Hãy cầm về chạy. Và nhớ rằng nói với ban tổ chức. Bình hoa đó là của Yến Nhi. Trời ơi, em dám đụng mạnh luôn, em sợ gãy phong quá hả? Nãy giờ rảo bốn chỗ rồi. Ủa? Con Minh này thiệt á? Con bé này không bình thường đâu. Gì vậy? Ở đây nó ê hề trước khi đó mình hãy tiêu diệt con bé này đi em. Đúng vậy. Cái gì vậy? Cái mũi nè. Vòng vòng ở đây thôi. Em ơi, kiếm cái này còn hơn đi kiếm danh vọng nữa. Thường thường mục đích trong chương trình của Google nó quay ra là để nó cho những nghệ sĩ chui xuống như vậy nè. Đó, mình cũng chui đó. Mà sao nãy giờ mình không thấy? Trời ơi. Chua lắm. Trời ơi, cái logo nằm đây nè mọi người. Mà nãy giờ tưởng logo là dán trong cây. Sao khách đông vậy? Ủa, anh Giang! À! Thiệt là hay. Thu hải đường. Không có khóc. Anh coi vậy. Đứng vậy. Đưa đây. Không thoát khỏi đâu. Một là chậu hoa gãi, hai là sống mũi gãi. Thà sống mũi gãi. Nhẹ thôi, mời em ơi. Ra ngoài đi nói chuyện. Bây giờ mọi người lùi 100m tôi mới muốn ra. Có mũi nè. Nhi. Trang. Chị đã hy sinh mạng cho em rồi. Thì đợt này chúng ta đã có 3 người chiến thắng ở chặng 2, đó là Phát La, Trường Giang. Và cuối cùng đó là Phương Lan. Cuộc sống này quá khổ mọi người ơi. Cuộc sống này chạy đi ta như thế. Con bé này không lượng sức mình. Em sẽ lấy chưa. Hoa logo là em có giành giữ logo không? Em đúng rồi hả? Phát La lấy logo nhưng của em rồi. Em không giữ logo hả? Em phải có logo mới được công nhận. Hay quá. Đúng rồi. Hay quá chị Lan ơi. Ở vòng cuối cùng, ba thành viên chiến thắng hãy tìm cách mang về một trái bí đao nặng ký nhất ở đây. Mấy cái này là thế nào? U bí đội nón là nó đội nón thiệt. Còn này là bí gì? Đây. Ê, nhưng mà có đó nha. Mọi người đi tìm xong rồi ôm về nổi hay không lại là chuyện khác nữa đó.
không? Lối này có không? Người thành công luôn có lối đi riêng. Vâng, lối đi của em là ngập nước nha quý vị. Tôi thấy có cái số ký ở trên đây 43 là đang là trái bự nhất, nhưng có đến 2 trái 43. 44. Nhì nhí nhây nhì nhê. Đã có ta. Wow, Nhí à, hãy giúp em đem trái này về đi. Linh không nổi hả? Đây là trái bự nhất ở trong đây rồi. 44 kg. Thấy em hay chưa? Wow, wow. Em tự đi đi nha. Nhi à, có làm thì mới có ăn. Trong ví dụ này, Nhi đâu có được đồng bạc nào đâu. Nhi à, em giúp đỡ Nhi hết bờ hết bến rồi. Vậy đó hả? Bây giờ Nhi nói vậy với em à. Người làm trời nhìn. Với cái thái độ như em, không ai dạy em được. Mà đâu dạy em, mà đâu dạy em. Tình tỉ muội chúng ta đến đây kết thúc. Ủa, người ta có ghi mà, người ta có ghi số nè, 38 nè, 35, 40. Quà nào mà to to nhất á. Ucha sao khiên nổi. Bây giờ tôi không cần ý Nhi nữa. Tôi sẽ một mình đem cái trái này về. Nói chung là có qua có lại. Bây giờ mình bắt đầu cân được không? Bốn mươi hai ký rưỡi được hết. 38 kg. Linh phụ em anh ơi, cụp lưng á. Rồi tuyệt vời đẹp. 46 kg. Vậy có nghĩa là số trên trái bí chính là số ký của nó khi nó mới hái về còn tươi. Trời ơi. Yeah. Chị ơi. Chúng tôi xin được chúc mừng người đã có một điểm rực rỡ cùng đặc quyền của chương trình, đó là Phương Lan. Dạ. Wow. Hai người chơi có đặc quyền từ chương trình để thực hiện thử thách đặc biệt, đó chính là Isaac và Phương Lan. Tiếp theo sẽ là phần chia đội, chúng ta sẽ có hai đội. Vì Phương Lan đã chiến thắng ở phần vừa rồi, thế nên bạn sẽ chọn đội cho mình, những người còn lại thì sẽ thành một đội. Mời anh Dương Lâm Đồng Nai về đội em trước ạ. Nhớ qua đội em, hãy là những người cướp hoàng lương, không chơi dơ. Tuân lệnh lệnh ba. Dạ. Người thứ hai là một người mà rất là dễ thương với em từ đầu chương trình luôn, đó là anh Isaac. Wow. Ôi, thật là mệt mỏi chán chường. Đúng rồi, từ nãy giờ là chơi game quá năng lượng. Ừ. Anh ơi, lúc nãy là em đã chiến thắng được một trái bí rất là lớn. Ừ. Em đã nhờ mọi người đây là hầm giùm em. Nhưng bí quá là bự. Bí này bí quá thật rồi. Đúng rồi, quá lâu. Cho nên đói quá. Em đói quá, bây giờ phải làm sao, phải làm sao. Em yên tâm, chúng ta đã có một bàn tiệc. Hãy nhìn kia. Wow. Nhào vô. Trời ơi. Bụng bò Huế thơm ngon. Wow, bánh đa cua thơm ngon. Tôi đây không chờ bạn nữa, giờ tôi ăn liền. Ngày xưa là em là Phương Lan duyên dáng một nét hài anh. Dạ đúng rồi. Mà giờ em diễn được nhiều nét chưa? Quá trời nét luôn. Wow. Ừ. Đâu diễn ngon coi, diễn ăn ngon nè, BBC nè. Wow. Giọng quế luôn nha. Anh ơi, bụng bò Huế những món quà bởi vì có gọi thịt thật. Wow. Dễ thương quá trời. Ê, ăn em. Em ơi, hả? Dạo gần đây là nhãn hàng Bi Phong đang nhắm đến hai anh em mình đó. Wow. Tại vì hiện tại là bên nữ bên nam không có ai ngoài tụi mình. Trời ơi. Cho nên bây giờ sẵn có khách hàng, em hãy làm một cái TVC chấn động để mà mọi người có thể thấy được tài năng của anh em mình. Em xin được phép làm hai ba action.
trời ơi, bụng bo huệ ăn đơ nhợ quê. Hay quá trời. Rồi em đi rớt rồi nha. Mày đi cắt tim vậy em, tới anh, tới anh, tới anh. Bánh đa cua, ai thèm thì mua. Chị biết là sao giờ, đúng không em? Đúng rồi. Chứ ai cho? Nhưng mà cái điều quan trọng em thấy là trong cái bụng bơ Huệ và cái bánh đa cua này á, nó có gói thịt thóc. Trời ơi, đúng ha, đúng là chất hoàng gia luôn. Em ăn một cái mặt em như hoàng hậu vậy đó. Trời ơi, hoàng hậu, hoàng thượng. Tuyệt vời, ăn đi hậu ơi. Đúng rồi. Ngon quá, đây, ngon chưa? Giờ làm có sức mà mình chạy đúng không? Trời ơi, giờ tới vòng cuối là... Các bạn à, sản phẩm Bifong gói thịt thật, đúng chất hoàng gia. Mì khay Bifong càng ăn càng dính. Mì khay Bifong càng ăn càng dính. Hello mọi người. Xin chào. Lại xin chào ơi. Wow. Nè, thấy chưa? Xin chào cả nhà. Đây là một poster nhỏ thôi để phía trước, standing ở trước. Cưng quá hả? Cho mọi người biết mà chương trình mình được ghi hình ở đây. Hình như là có hình tụi em đằng sau phải không? Ủa không có đâu vậy? Tại vì khách mời là giấu mà. À, giấu khách mời. Giấu rồi. Vào thôi. Chiều hôm ấy có mưa rơi nhẹ vương mi ai con đường ngơ bước chung đời bây giờ chia hai. Chiều hôm ấy có mưa rơi nhẹ vương mi ai con đường ngơ bước chung đời bây giờ chia hai. Ai nói ra lời gian dối làm ta nát con tim ai, một người nỡ một người vỡ bao mộng mơ. Rời xa nhau sao tim vẫn còn mang tên nhau, chỉ là sâu sao che đi ta còn yêu nhau. Vì cuối cuộc đời ta hơi sẽ chưa dẫu qua bao lâu, tình vẫn đậm sâu. Từng yêu nhau từng là của nhau thật lâu, đến sau cũng chẳng thể có nhau bắt đầu. Chẳng cần tương lai, chẳng cần biết thương đau ngày mai, chỉ cần rồi cũng sẽ tìm được ấm em sau khổ đau, chỉ là cùng nhau. Tăng bốn Trương Thảo Nhi, tăng bốn Trương Thảo Nhi. Em chào mọi người, em chào mọi người. Và cảm ơn ban nhạc luôn lạc ngày hôm nay. Cảm ơn các anh ạ. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người. Thường làm một chương trình có một lần khách mời thôi. Ngày hôm qua, ngày hôm nay hai lần luôn. Thôi, cái bài hát vừa rồi là em dính một khoảng thời gian luôn á, chắc 2 tháng á. Cái thời mà cái cậu á. Thì lý do gì mà nhận lời tham gia chương trình này? Dạ, thì thứ nhất là tụi em rảnh. Tụi em rảnh. Ôi, chứ bữa nay tụi em đâu có show đâu. Sao lại nói vậy? Em với Thảo Nhi giống như mua nhà ở đây luôn rồi. Anh ơi, dạo này mưa quá, người ta cũng ít lên Đà Lạt đi coi nhạc. Em mà chuyển qua địa điểm ở những địa điểm khác. Vậy em có muốn về Đồng Nai hay không? Nếu mà có show người ta mời thì em đúng sẽ về. Show này có mời nhưng miễn phí. Hát ở đâu vậy anh? Chúng ta sẽ có một thử thách ở đây. Và Tăng Phúc, Trương Thảo Nhi sẽ là hai ca sĩ hỗ trợ trong thử thách đặc biệt này. Hỗ trợ hát để tái hiện được không khí và câu chuyện của Đà Lạt thì chúng ta sẽ có một thử thách là kịch kết hợp với âm nhạc. Tăng Phúc và Trương Thảo Nhi sẽ là hai ca sĩ hỗ trợ trong thử thách đặc biệt này. Nhạc kịch vậy là y chang như mình đã. Nhạc kịch đâu, nhạc kịch là musical, là một phạm trù không bao giờ với tới với anh em mình rồi. Mọi người có biết hồi xưa học trường sân khấu gọi là biến đoạn không? Biết đó. Chúng ta sẽ có một cái nội dung hoặc là một tiểu phẩm hoặc là một câu chuyện hoặc là một đôi câu thơ gì đó biến thành một cái kịch, chúng ta sẽ có quyền sử dụng âm nhạc trong đó. Khán giả sẽ là giám khảo chấm điểm trong thử thách này.
Ây chà, thì ra là thế. Chúng ta đã có hai đội đã được phân chia. Mời mọi người di chuyển theo đội hình của đội mình ạ. Đi qua bên kia đi. Anh đi qua bên kia này nè. Rồi anh vô lại đây là đúng rồi đó. Đội chúng tôi đã phát hiện ra gương mặt điện ảnh mới, đó là Negip. Vừa nãy Negip đã làm một cái tiểu phẩm đinh của chúng tôi. Đúng vậy. Đó là tiểu phẩm đóng trực tiếp với Thiên Hưng. Đúng tiểu vậy. Phẩm được mang tên Cây Chuối Nở Hoa. Cây chuối nở hoa. 2, 3, vô. Anh à, em nghĩ là em có một cái thông tin này muốn cho anh biết mà anh sẽ rất vui. Thiệt không? Vui không? Vui mới nói nha, rồi nói đi. Em đã có bầu 2 tháng rồi. Em đã có bầu 2 tháng rồi. Em có bầu thiệt hả? Đúng rồi, anh mừng không? Thế nào ba mẹ sẽ cho hai đứa mình cưới nhau? Rồi bầu với ai? Anh nói gì vậy? Bầu với ai là sao? Quen có mình anh mà anh hỏi bầu với ai? Thôi mình qua cái gác đi anh ơi, em tự nhiên em bị tự ti quá. Vâng, vâng. Em bị tự ti quá. Cảm ơn tiểu phẩm kế hoạch quá gia đình vừa rồi ạ. Nhưng mà quan trọng là chương trình sẽ mang cho mỗi đội một cái nội dung gì? Chúng ta có hai chủ đề để biểu diễn kịch kết hợp với âm nhạc. Chủ đề của đội Trương Thế Vinh, Isaac, Bích Phương, Phương Lan và Dương Lâm, đó là câu chuyện hôn nhân. Còn chủ đề của Trường Giang, Thúy Ngân, Negip, Phát La là hạnh phúc giang dở. Trời ơi. Chúng ta có hai đặc quyền từ những trò chơi trước. Đặc quyền mà Isaac nhận được đó là đem về cho đội của mình 5 khán giả cười mồi. 5 khán giả cười mồi. Tôi đã phải đặc quyền không? Tuyệt vời. Có đặc quyền cho những người như em và Negip. Rồi đặc quyền của Phương Lan là gì ạ? Còn đặc quyền của Phương Lan là yêu cầu một thành viên bất kỳ của đội bạn trợ diễn cho vở kịch của đội mình. Rồi. Thôi cứ đó bên kia mà chúng tôi không quan tâm. Thì có đặc quyền thì cứ lấy thôi. Yên tâm đi, mình làm được mà. Đúng thiệt là đội bên kia phải cần 5 người cười mời nha. Chúng tôi sẽ chia Trương Thảo Nhi về đội của Trường Giang và Tăng Phúc sẽ về đội của Dương Lâm. Căng thẳng quá, vỗ tay cái cho thoải mái đi. Kịch này kịch hề nha, chứ không phải kịch căng nha. Mà sao thế, mọi người căng quá. Căng quá. Đâu có căng đâu. Cho Lâm hỏi là trong cái dàn cast này ai đã tham gia ơn rời cậu đây rồi, giơ tay. Ủa, em có diễn kịch hả? 4 người này đã trải qua những cái ải đó rồi còn sợ cái gì nữa, đúng không? Nhưng mà mình sợ giùm hai bạn kia. Đúng rồi, lo là lo. Bây giờ mới hiểu cảm giác mọi người lúc mọi người thử thách mấy cái thử thách trước đó, nghe là đợt nhảy đó là Lâm đâu có đành mà nhảy đâu, hơi thông thì cũng có kiến thức tí tí. Dạ. Còn tụi tôi là mù tịch về kịch luôn, cho nên nãy giờ tôi căng quá trời, tôi sợ quá trời sợ luôn. Mà cho tôi hỏi là ai cũng tham gia rồi mà bên chương trình có mời bạn hay không? Hình như có mời mấy lần rồi. Sao không tham gia? Không dám, không có tự tin. Có mời em không? Em không nhớ, nhưng nếu có mời chắc em cũng không dám tham gia. Sao sơ hở là sốc, sơ hở là biếu vậy? Bây giờ mình tính tiếng hề đi, mình không làm chính kịch hết, mình phải hề hước vui nhộn cười bể bụng. Mình làm cái kịch chính trước đi. Xong rồi mình chia lớp rồi mình tính, mới tính được miếng. Đúng rồi, cái đường dây cho nó chắc một cái rồi bắt đầu anh mới thêm vô được. Nhưng chứ. Nhưng mà đừng để anh Vinh tính. Sao vậy? Sao vậy? Tính nó bị chính kịch lắm, cái giọng anh giọng thổ mà anh bàn vô nữa. Anh giọng đồng cò thò đâu mà. Cái kịch của mình nó bị biên kịch lắm. Mấy sao mình phải nói giọng ở trên cao nha. Trời ơi. Ê, hay lắm. Hay. Hay quá. Hay nha. Ngon lành. Mình tính ra làm sao nè, bây giờ là có em với chị Phương là nữ mà 4 nam lận nha. Nhiều nam à. Này đông nam đông nữ là tình yêu đó phải đổ vỡ của người thứ ba, người thứ tư vô. Tay ba tay tư. Đúng. Có quá. Nhân vật gì mà ê hề hề. Cái chủ đề của chương trình chọn cho mình đó là hạnh phúc dở dang, dang dở. Đó, mà hạnh phúc dang dở nó không có nghĩa là tình yêu. Cho nên mình sẽ làm gia đình. Đây là một cái diễn viên lão. Chỉ có diễn lão mới cay đắng tình đời thôi. Dạ, đúng rồi. Cô đơn hiu quạnh. Anh là một cái ông Tám. Thì ở chung phòng với ông Tám là ông cha Tư. Hai khứa này là già sắp chết rồi, 70 tuổi rồi. Mở đầu ra là anh với cha Tư talk cho người ta hiểu vì sao hai cha này ở đây. Đó là cái profile của nhân vật. Sau đó anh sẽ out thì bảy tá xuất hiện. Bảy tá đây là bảy tá Sam. Sam. Nhỏ này coi thường lắm. Nhỏ này chú già rồi mà sao chú không có đàng hoàng. Đúng rồi, không có tế nhị hết tệ. Tế nhị. Đó, cái nét vậy được hai là vậy. Là trời ơi. Càng thích. Anh mê là mê cái nét điên đó đó. Trời ơi. Trời vô da rồi chú ơi. Kịch mình nói gì nói cũng phải có cái da, nó phải có chiều sâu và nó mới mang tính cách nhân văn. Đây chính là con trai của ông này. Dạ. Con trai của chú. Con này của ông Tám. An An. An
An luôn đi, cho em tên An luôn. Dạ. Tiến lớp 3. Xin lỗi ba. Chưa, nhanh, nhanh. Nhìn nhau. Ít nhất 5 giây. 5 nè. 4 nè, cái nhịp nè. 3 nè. 2 nè, 1 nè, ghiếp được người đầu tiên bước tới và lưu lại. Không, cái đó là tôi tớ. Dạ. Nhìn. Nè, quay nè. À, cô xin lỗi ba. Trời, ông già ông nhục chứ. Đó, ok. Cái giấy biểu quyền. Cái giấy ủy quyền. Ủy quyền. Nó lớn lên đàng hoàng. Ba. Cái giấy biểu quyền. Cái giấy biểu quyền. Cái giấy ủy quyền. Ủy quyền, tôi biểu quyền hoài. Cái giấy ủy quyền á. Ba ký chưa? Cái câu của em nó không có một cái trọng lượng đàn. Bị ngẹn, bị ngẹn. Không có ngẹn gì chứ. Tập. Chưa? Hiểu cái nhịp kịch. Nè. Ba. Ôi, ba này thì nó... Anh ta nhớ anh có khỏe không? Em lâu lắm không viết thư tay. Đầu thư em chẳng biết nói gì. Ơi. Xích vô cho máy thôi, cho mai diễn đâu. Dạ. Ờ, em xin lỗi. Rồi tiếp đi, tiếp đi. Ê, chị. Lôi lại như thế cũng được đấy. Rồi, nói tiếp luôn, nói tiếp luôn, nói tiếp luôn. Rồi, tiếp luôn nè. Lại hát nè. Anh xa nhớ anh có khỏe không? Em lâu lắm không viết thư tay. Đầu thư em chẳng biết nói gì. Cô em ở đây nhớ anh với đây. Úi. Cái gì? Dữ vậy? Anh mới đi có mấy ngày mà nhớ anh rồi hả? Phải ôm nhẹ nhàng vô. Đâu, em ơi, không có giật đồ, nhẹ nhàng, ta con gái thôi. Chứ không phải là giật vỏ sách. Em làm thử đi. Rồi. Em hát rồi. Đúng rồi. Anh xa nhớ anh có khỏe không? Em lâu lắm chưa viết thư tay. Đâu thấy em chẳng biết nói gì. Mỗi có em ở đây nhớ anh thật nhiều. Nha, căng thẳng nha. Chị nhìn em cũng thấy căng thẳng thiệt. Chị thấy sao, chị run không vậy? Không, chị thì cũng bình thường thôi. Tại vì chị nghe anh Giang nói đường dây thì mình cũng hình dung ra được. Dạ. Mà chị lo cho em, nãy giờ em có học thuộc thoại chưa? Nói chung run là hồi hộp nha chị. Tại vì đây là lần đầu tiên em diễn kịch. Em xỉu luôn. Không nhưng sao. Nhưng mà về thoại thì em cũng chắc cú đựng chút. Chậm bé, chậm bé. Mà sao hai chị em mình á hả? Sợ mọi người copy bài sao ra ngoài đây lạnh lẽo quá vậy nè. Ước gì có một cái ly gì đó nóng hoặc là có một cái gì đó ấm ấm chút ha. Bàn tay em nè, bàn tay em nè. Trời ơi. Bàn tay em đi ra lấy cho chị hai ly mì tôm giùm. Dữ dội, thiệt là tâm lý. Em chuẩn bị sẵn hả? Vậy em thấy chị hồi nãy cũng đói đói, chị thoại cũng là cà dấp cho nên là cho nên là em làm cho chị một ly mì cho chị ăn cho ấm bụng. Cảm ơn nghe. Có rau nữa, chị ăn rau không? Trời ơi, ngon quá, Đà Lạt là phải có rau. Wow. Thôi bóc nghiền ngút luôn. Thơm quá em ạ. Hồi đi học là em toàn là ăn này không thôi. Giờ cảm giác giống như là đi học lại vậy đó. Mình vừa mới học xong một vở kịch xong giờ mình ăn lại cái mì mình thích nữa. Ráng nhớ và tự tin hơn. Đừng có lo rồi bị ấp búng lúng túng là sẽ bị quên hết. Dạ. Yeah. Có gì thì chị nhắc nhỏ nhỏ cho rồi em có gì em thoại theo. Dạ, rồi ok ok. Khó nha. Không sao, không sao. Tự tin lên. Vô. Cheers. Anh Giang ảnh là người truyền cảm xúc rất tốt. Em nhìn anh Giang diễn, nhìn ánh mắt của anh Giang là em sẽ có thể diễn được, chị tin vậy. Thôi tranh thủ vô đi để thôi anh Giang với mọi người đợi mình á. Hai đứa mình vô mình chạy lại đường dây cái ha. Dạ ok chị. Mì khay Vi Phong càng ăn càng dính. Mì khay Vi Phong càng ăn càng dính.
Nam sẽ giành giang đời. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, một lần nữa xin cảm ơn quý vị rất là nhiều vì đã dành thời gian vàng ngọt quý báu đêm khuya lạnh như thế này mà tới đây xem. Tụi em sẽ hứa cố gắng diễn thật tốt, diễn hay nhất có thể từ xưa tới nay để phục vụ quý vị. Nam bảo vệ hả con? Cái gì những lão này có mình mày bảo vệ, còn có chuyện gì nhờ mày? Bây giờ cái tivi hư mấy ngày nay là mà gọi cho mày, mày nói mày đi Đà Lạt mày coi luôn luôn ok gì đó, thì chừng nào về sửa tivi cho tao. Ca sĩ vô rồi nó tắt máy. Trời ơi, lớn nhanh dữ trời. Vậy mà ba má nó không dắt vô thăm mình. Ông Tám. Đấy. Đấy. Tư hả? Đấy. Dạo này khỏe không? Cũng đỡ. Chứ bên đây bệnh quá. Ủa bệnh hả? Bệnh lắm. Tôi thì cũng đỡ lên đỡ xuống, hai ba người đỡ. Ba vậy hả? Ừ. Ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống. Gì vậy? Làm chơi. Gì vậy? Ông bị điên hả? Cái gì vậy? Ở gì những lão mà bà uống rượu? Trời ơi, dám táo. Uống lên men rồi, quay xíu thôi. Không điên. Dám táo tốt cho sức khỏe. Ôi, tôi đang bệnh. Đừng uống này, bệnh lắm. Bác sĩ la đó, đừng uống này. Cái gì vậy? Biết cho mấy bên này nó ho mà nó ho liên tục. Ho gì như ói vậy? Thì đó, bữa tôi ho mà con nhỏ điều dưỡng đi ngang nó, ủa chú có bầu hả? Thì đó. Ngồi xuống đi. Cái gì vậy? Tóc sao điện màu lạ? Tải tóc. Hả? Già, già xí mứng vậy không? Bây giờ già rồi có cái gì đâu mà vui. Mình cứ đi mình kiếm cái gì đó lạ mới mình làm. Dạ, mặc đồ quét rồi ghê ha. Thì đó, biết sao không? Sao hả? Hôm nay đi gặp con ghẹ. Điên, cha già điên, gặp con ghẹ. Cái hôm đó là đi ăn uống với con ghẹ đồ. Yeah. Rồi mình hẹn nhau một chút xíu, rồi mình đi xem phim, rồi mình ăn bắp đứt đồ nè. Rồi cái mình về mình mới phát hiện ra là cái bắp mà hôm đó ngon nhất tôi thấy là bắp đùi của con ghẹ tôi. Trời ơi! Sao á? Thôi giờ vậy, tôi ăn mì em tôi náo. Thôi không ăn đâu, đi vô ăn đi. Ra đi đi. Vô đi cẩn thận nha. Anh Thu. Trời ơi, lãng mạn quá. Hai ông bà già. Mỹ nữ. Mỹ thò. Mỹ thò. Trời ơi. Ủa? Sao đi kỳ vậy? Biết đi hẹn hò thì dành 15 phút đi toilet trước. Ẩu quá. Không có. Ngồi xuống đây nói chuyện nào. Thấy này mang đồ sang nè, vàng nè. Cái gì? Nói gì? Nói cái gì mà cái miệng đại quá, người ta không có nghe được đâu. Nói cái miệng bình thường đi. Ok, tự nhiên gặp. Đừng có nói kiểu Lê Dương Bảo Lâm nữa. Kiểu Lê Dương Bảo Lâm nữa. Cái miệng nó bình thường lại. Lê Dương Bảo Lâm kiểu hôm nay em mang đồ sang không? Em là sang nhất rồi còn gì bằng nữa. Sang chứng tâm lý. Sang chứng tâm lý. Cái gì vậy? Nói nghe
hai bữa giờ cái ông Tám á, sao ông không có chịu uống thuốc vậy? Ông là ông thân với ông Tám nhất đúng không? Bây giờ ông cầm cái thuốc đây nè, ông làm sao cho ông uống thuốc đi chứ tôi thấy bữa đây ông yếu lắm rồi đó. Thì tôi với ông cũng thân đó. Thân ai nấy lo hả? Không, bây giờ là thân bại danh liệt hết rồi. À, dạ, à. Mấy đứa trên mạng nó nói tôi đâu có biết. Nói nghe nè, hôm nay bảo vệ nó không có ở đây. Không có đây. Cho hôn cái đi, cho hôn cái đi. Mắt hôn quá hôn lẹ đi. Lẹ nha. Lẹ. Ừ. À, sao cơ vậy? Hả? À, quên. Quen cái kiểu xì quát ghét. Nghe hả? Hôn cái nè. Hôn chia phát tán luôn á. Nè, đừng có kể nha. Đừng có cho nguyên cái gì vô lẹo biết hả mình quen nhau nha. Đúng rồi, nói chuyện kiểu đó có ai hiểu đâu mà quen nhau. Ông có ông yêu tôi yêu ông lắm á. Ngày mai ra làm cái nữa nha. Tội nghiệp lớn mà bị bệnh. Mà dễ thương lắm. Ê trời. Chưa chết mà đi như vong vậy ông nội. Ê, sao ông, tôi thấy ông với bà Tám gì cà nhít vậy. Cà nhít hả? Người ta gọi là gì? Cà dính. Chứ không phải là cà nhít. Không update kìa. Không có coi mạng. Cái gì lão này có mình bả là hộ lý, bả chăm sóc quần áo, về dép, thuốc men rồi đó. Ừ. Ông mình làm sao để bả tập trung, bả làm lo cho mấy ông khác, bà khác nữa nha. Trời ơi. Nói với ông là tình yêu chân thật. Lớn cái tuổi này rồi mà ai còn đi chơi bời nữa. Thôi cha ơi cha. Cha già rồi, sức rồi để thở rồi. Đâu ra mà yêu đương có làm được chứ đâu mà yêu ông đương. Mới để thở đó. Ha. À, đây nè. Thuốc bà đưa nè. Tôi thấy ông á là càng ngày càng nặng mà cứ bỏ thuốc hoài sao vậy? Mua mấy thuốc đắng uống làm biếng. Sao á? Nói uống thuốc đi. Tôi chạy đi công chuyện xíu. Sao hả? Đi gen. Thì gen là gì? Đám ma ông bảy. À. Ba. Ba. Ăn hả con? Ơi. Dạ ăn chào ba. Ngồi đi, uống nước không? Ba lấy. Dạ thôi được rồi ba, không sao đâu con, không uống rồi ba. Ngồi chơi. Ba mới uống thuốc gì vậy ba? Ủa ba cái thuốc mà ho lặt vặt, lâu lâu nó ho chứ không có gì. Ba nè, con với vợ con bữa giờ đứa nào cũng có công chuyện riêng với nhau á đó. Con cũng đang đợi cho thằng con mình á, nó vô cấp 2 rồi con mới thoải mái sắp xếp con đi thăm ba được. Ba thông cảm với con nha ba. Lo gia đình lo trước chứ mình lo tao chi. Vô được vô không vô thấu chứ. Có gì đâu. Thôi con gửi ba chút tiền. Ba ăn ba mua cái gì ba ăn cho ngon nha ba. Thôi để tiền để cho vợ con xài. Bác đâu cầm ba, này đâu có xài tiền. Ba giữ cho con vui đi ba. Tại vì nhiều khi á không biết chừng nào mới vô đây lại nữa ba. Thưa ba ăn đi.
Tôi nói anh rồi, sao anh đi thăm ba? Anh không nói với tôi để tôi đi cùng với anh. Anh thấy em bận quá cho nên anh không có kêu em. Lần nào cũng vậy hết á. Đi thăm ba mà đưa cho ba có mấy đồng bạc lẻ như vậy, rồi ba ăn uống làm sao? Con chào ba. Ba khỏe không ba? Ba ngồi xuống đây đi. Lâu quá con mới vô thăm ba. Ba đừng buồn con nha. Ba ăn uống chắc cũng dư hả ba hả? Nên chắc 16 triệu này con nghĩ ba không có cần hả ba? Cái ba cần thì tụi con không có, cái tụi con có thì ba không có cần. Ba chỉ chờ hai chồng chở mấy đứa nhỏ vô chơi với ba. Tán trước con cũng có gọi điện thoại nói chuyện với ba rồi, thì giờ con cũng đợi cho thằng nhỏ nó lên cấp 2 rồi con dẫn nó đi vô thăm ba lần đầu tiên. Mà thôi, con thấy là con không nên làm mất thời gian của ba. Con không biết là cái chuyện lần trước con nhờ ba, ba xử lý giùm con xong chưa ba? Con dâu, con nói tới nói lui hoài, người ta nói con hổn. Anh qua nói chuyện với ba đi. Ba, ba chưa bao giờ tiếc với tụi con một cái gì hết. Cả cuộc đời này ba có tiếc cái gì đâu mà nói gì tới tờ giấy ủy quyền. À đây, con thấy là thôi đợi ba cũng lâu, con có chuẩn bị sẵn tờ giấy với cây viết. Ba coi ba ký giùm con nha ba. Này, ba ngồi đây. Nhẹ. Chúng tôi làm gì vậy? Tao nói tụi bay nghe nè. Mỗi lần tụi bay vô đây là tụi bay thăm ổng thiệt không? Hay là tụi bay muốn lấy cái tiếng chéo ủy quyền đó rồi tụi bay muốn lấy mày đó? Từ nhỏ tiếng để mấy phòng bên kia tao nghĩ anh ta. Đừng để ảnh hưởng tới mấy ông bà xung quanh anh Tư. Con nói chú Tư nghe nè, chuyện gia đình của con á, chú Tư đừng xen vô. Chú Tư đâu có giải quyết được gì đâu. Con nói là con gia đình với ổng, mà 5-6 tháng chung thấy con vô. Mà giờ tụi con nói tụi con gia đình với ổng, vậy tụi con có biết là chỉ còn có mấy tháng nữa không? Không còn sống được có mấy tháng nữa thôi. Thiệt hả ba? Con xin lỗi ba. Con không biết là sức khỏe ba yếu vậy. Trước khi chết, ba ký một con tờ giấy nha ba. Làm cái gì vậy? Tao chỉ thẳng mặt hai tụi bay luôn nè. Hai cái đứa mất dạy. Chú làm gì? Chú có tư cách gì mà chửi tụi con? Ba ở đây ba thấy chú tôi chửi con của ba đó. Ba có đau lòng không ba? Tụi bay sống cái kiểu đi ra đường trời đánh tụi bay. Em cái gì? Ba đẻ ra mày đó.
anh Tư. Nếu còn thương tôi thì đừng có chửi thằng An. Có như ngày hôm nay là lỗi tại tôi anh Tư, không phải tại nó. Không phải tại nó anh Tư. Không phải tại nó, anh đừng có chửi anh Tư. Thì anh thương tôi đừng chửi thằng An. Con anh vậy mà anh không dạy nó hả? Hả? Anh nhu nhược như vậy đó, cho nên nó mới nhu nhược đó anh Tám. Nó không có gì sai hết. Thôi được rồi, tôi hiểu rồi. Cái sai nằm ở tôi. Tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi. Tôi sinh ra nó nhưng mà tôi không dạy được nó anh Tư. Được rồi, rồi tôi hiểu rồi. An An, lên đây. Chú Tư ơi, sao chú đánh chồng con hả? Để ba mẹ đây không hả? Ê mà, mày để con nhỏ đi, rao tung mày. Tụi mày muốn giấy tờ chứ gì? Đây, đây nè, giấy tờ của tụi bay đây nè. Cô thôi đi. Sức chịu đựng của mọi người đều có giới hạn nha chứ. Nếu như không có tôi, anh không bao giờ có ngày hôm nay đâu. Anh Tám, anh Tám, we'll be right back.
kịch nó hơi buồn một tí bởi vì tối rồi mà còn diễn kịch buồn, quý vị thông cảm nha. Bây giờ thì hết buồn rồi, bây giờ sẽ có kịch vui của đội còn lại. Đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Xin mời. Dạ, nhóm kịch Hành Trình Rực Rỡ xin kính chào bà con có mặt trong đêm hôm nay ạ. Dạ thì thật sự tụi em sao thì cũng khá là áp lực. Không những là khán giả xúc động mà diễn viên trên đây là mắt cũng đã đỏ hoe. Dạ đúng rồi. Mà cái vở kịch này thì tâm lý thì thú vị mắc cười. Không biết lát lên có mắc cười hay không. Cá sống thì nhờ nước, em sống nhờ bằng nụ cười của khán giả. Em hỏi là nãy giờ tụi em có được những cái phần ưu tiên. Dạ có nghĩa là tụi em là chơi mấy game trước là thắng. Xong rồi chương trình cho em một cái phần ưu tiên là nhiều khi mà sợ diễn không vui, không mắc cừ thì sẽ có đội ngũ cừ mồi. Thì đây chính là đội ngũ cừ mồi của em. Dạ. Vui quá, đúng rồi, phải là vui quá, vui quá. Nhưng bà dặn chưa, để bắt công lát diễn cảnh khóc ở dưới này vui quá nữa. Là chết luôn. Là mình phải canh cái nào mà cảm thấy là đáng lẽ là mắc cừ mà nó không cừ đó thì mình mới cừ. Người ta mà vô tâm lý một cái là đừng cừ vô tri như vậy. Nha. Dạ, hứa với em nha. Dạ, tụi em có thêm một đặc quyền nữa là yêu cầu một diễn viên bên đội bạn sẽ lên hỗ trợ trong vở kịch của chúng em à. Wow. Ai đây, ai dạ. Đây? Chọn đi. Em quyết định chọn Phát La vô vở của em. Và nhân vật của Phát La là nhân vật chú cún con. Chú cún con. Trời ơi. Chết rồi. Trời ơi, cái đội này mạnh mẽ quá. Chú cún bao nhiêu tuổi ạ? À? Chú cún mới đẻ. Mới đẻ. Đúng. Đúng có thể là sủa nhẹ. Trời ơi. Không, sẽ diễn đi. Có cần tập trước không? Dạ, sao ạ? Lấy nó về cho ta. Lấy nó về cho ta. Không những kẻ địch hại ta mà đồng đội còn đang đâm ta nữa. Quá rồi. Nhưng mà nói chung là con cún này con nó phải biết ngoan đúng chỗ. Ngoan đúng chỗ. Đây, 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 đây. Vô nhân vật luôn. Vô nhân vật. Thích thì có thể ngoáy, ngoắc lỗ tai. Rồi. Vậy hả? Và thưa quý vị, vở kịch của chúng tôi xin phép được bắt đầu. Mì khay Vi Phong càng ăn càng dính. Mì khay Vi Phong càng ăn càng dính. Xa nhớ anh có khỏe không? Lâu rồi không viết thư tay. Đầu thư em chẳng biết nói gì ngoài cô em ở đây nhớ anh với đây. Anh về sớm à? Anh về rồi nè. Em nhờ anh qua anh viết thư cho anh đây này. Trời ơi, mấy yêu anh dễ thương quá à. Mặc khoan. Em nhốt con chó lại chưa? Nhốt rồi. Anh không nhớ em. Anh nhớ em. Anh nhớ em, anh hay nói mấy gì? Mấy bữa nay đi hái nho, anh nhớ em quá trời luôn. Cái miệng em như trái nho vậy đó. Anh bảo em là đồ chó nhai à? Không. Không có, không có. Đền, đền không đi, có. Đền đi. Ý là cái môi em nó dễ thương như trái nho vậy đó. Cho anh cắn trái nho một cái nha. Phương ơi! Phương ơi! Phương ơi! Anh trốn, anh trốn, anh trốn đằng sau trống nhỉ? Phương! Dạ! Sao ngồi trình in như bình bông di động vậy? Trông em thiếu tự nhiên à?
What? Hương. Dạ. Cái chuyện hôm qua anh nói với em là em chuẩn bị xong hết chưa? Hôm qua anh nói bao nhiêu chuyện cơ, em không nhớ. Là ngày mà cờ đúng không? Chị hai đâu? Ủa em tưởng hai người đi chợ chung với nhau, chợ Đà Lạt. Chết rồi em ơi. Bài đó, bài đó, bài đó. Gì vậy? What happened? Đi mà chết nắm tay vợ mà đi vô chợ cứ đi tung tăng tung tăng. Rồi bé cún này cứ theo mà cứ liếm 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 ngoài cứ đi vô tưởng nắm tay vợ rồi. Ai về bỏ quên vợ ngoài chợ rồi. Thôi bây giờ là để anh hai chạy ra. Vâng. Rước chị về. Khoái. Ông khoái đi. Tôi về tới rồi nè. Wow, 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 wow. Khánh nha. Con chó này sống với gia đình mình 20 năm rồi. Bây giờ hai vợ chồng mình có nên bán chú cún này không? Gia đình chúng ta đang rất là lu bu. Gọi điện thoại kêu xe bắt chó tới đưa đây đi. Được không em? Liền đi. Vô khỏi. Ủa sao giờ này em còn ngồi đấy? Em nói chuyện em không hiểu anh Lâm cũng hỏi em thế. Em ơi, ngày hôm qua chị nói rồi. Anh của em á là hả, mai mối cho em là một tí nữa người ta tới người ta coi mắt. Đúng vậy liền. Là em đã tới tuổi cặp kê rồi. Ừ. Với lại gia đình thật sự á, đang cũng rất là mệt rồi. Cho nên á là anh cần em có thể giúp anh. Vâng. Chịu mối này đi. Đúng rồi. Bây giờ mà em chịu một cái là trong tay em có tất cả mọi thứ. Nhưng mà em muốn tự tìm hiểu người yêu của em. Em muốn có tình yêu chứ em đâu cần đại gia đâu. Bây giờ em chịu không? Không. Anh chết. Anh ơi tụi em xin anh. Em chịu. Chịu không? Có. Vậy thì bây giờ chuẩn bị cho gọn gàng nha. Một tí nữa người ta tới nghe không? Rồi. Quá trời em ơi. Thiệt á, em quanh tao nó đẹp. Ôi là đẹp luôn á. Mê ghê. Giống anh mà. Thôi đi cha. Nhỏ đẹp người đẹp nết, mỏ chúng chí mỏ như cá trê vậy mà kêu giống. Sao mời vào, mời vào. Ồ, xin chào. Mời một cái ngồi. Dạ, mời được không? Tôi ngồi đây được không? Dạ. Đây, để em. À, trời ơi. À. Bớt lố lại. Không, tại nó bị trên bên. Dạ, mời ông cả. À, dạ. Vợ. Dạ, xin phép. Phương ơi, xong chưa em? Dạ. Lại, chào ông cả. Dạ. Đây là bé Phương nhà em. À. Chào bác ạ. Chào bác ạ. Thầy con. Cái gì vậy? Nhiều râu. Dạ. Nhiều râu lắm ạ. Dán đi, tưởng tượng là không có cái râu đi. Tưởng tượng đi, tôi chút. Không chút. Chút rồi. Em chào anh. À. Mời cô bác Phương ngồi. Đây, tôi cũng xin chào chị. Dạ. Bác à, anh ơi. Dạ, chú đào quá. Anh đẹp đã giàu, xin hãy đàng hoàng. Dạ. Cô ba, món quà đầu tiên tôi xin phép được đeo lên cổ cho cô ba nhé. Dạ thôi ạ, em chưa gặp đâu. Trời ơi, cái cổ trống quá, cái cổ trống quá, phải đeo lên mới đẹp. Em không quen như thế đâu ạ. Đeo đi nào. Dạ. Em về với tôi ạ, chỉ cần nằm một chỗ thôi. Gì như bị liệt vậy? Dạ em gái em nó không có tai biến. Dạ về cũng cho nó hoạt động chứ nằm chỗ. Ý của tôi là chỉ cần nằm một chỗ là cơm bưng nước rót, không có phải làm cái gì. À là sung sướng. Cho em thêm thời gian suy nghĩ ạ. Em muốn cái gì cũng được. Ta sẽ nói nè. Dạ.
cố gắng sắp xếp. Dạ. Đây là một phần thôi. Cảm ơn ông cả. Ông cả trong gia phả. Ông cả có dùng các phiêu hà. Dạ. Dạ nha. Cảm ơn ông cả. Dạ. Chào cả về mạnh vợ. Nghe lời anh, chỉ có ổng mới cứu được gia đình mình. Đúng rồi. Là em có một chỗ dựa nữa. Gia đình của mình hả đang khó khăn. Bây giờ em mà không lấy ổng là coi như anh chị phá sản đó. Thấy ông cả nhưng được không? Nhưng mà bác ấy già lắm rồi. Bây giờ nè, coi như là cái người đó già mà không chịu gì. Bây giờ chị giới thiệu em cái người khác trẻ hơn được đúng không? Đúng hả chị? Ê hề. Thôi. Giới thiệu em được không? Chị hai, chào trời chị ơi, hai. Trời sao ơi, chào, quý quá. Chị hai kiwi quá. Chị hai cũng cảm thấy là trời hơi nóng không ạ? À, đúng rồi, nóng quá. Nhưng mà không nóng bằng em nóng lòng muốn gặp chị hai. Trời ơi. Hôm nay mặt chị hai sáng quá ha. Cái mũi cũng thẳng nữa, đúng không ạ? Wow, em quyết định nha, tặng chị hai một miếng đất. Mà cái miếng đất này có nguyên cái cầu vượt thẳng băng như mũi chị hai luôn, được không? Trời ơi, đúng rồi đại nha. Trời ơi. Chào em được. À, còn anh hai. Miệng anh hai hơi rộng chị ha. Được rồi. Tại vì miệng anh hai rộng quá, cho nên là em quyết định tặng một miếng đất cũng to như kích cỡ miệng của anh hai, được không ạ? À, dài 2 mét, ngang 1 mét. Đã vậy? Dài 2 mét. Đất gì mà dữ vậy? Rồi bây giờ nghĩ tưởng tượng nha. Sao? Tưởng tượng cái sao? Miếng đất mà bây giờ nó dài 2 mét. Đúng rồi. Bây giờ 2m7 thì nó sẽ dư một miếng. Nó ví dụ vậy nè. Đó, cái nằm xuống, thấy không? Đành là nó vừa khít luôn nè. Mà sao mà cái miếng đất gì kỳ vậy em? Miếng đất gì mà như cái quẹt vậy? Em lộn hai. Miếng đất ngang 2000m. À, dài 1000m, được chưa? Dữ vậy. Trời ơi, cái đó dư một quả đồi luôn đó. Vậy là nguyên cái đồi luôn. Trời ơi, em rể. Đúng là em rể, quý quá. Anh giới thiệu với em. Cô ba. Đây. Em có món quà muốn tặng cho cô ba. À, có quà nữa. Vâng ạ. Chịu đi. Tao nhảy à? Nhảy à? Nhảy thôi, đúng rồi, chìa tay ra rồi còn gì nữa. Cô ba, tiền thì anh không thiếu, nhưng mệnh giá anh thích nhất là đồng tiền trên má của cô ba. À. Đám cưới thôi. Em quyết định ngày mai cưới luôn. Ngày mai được không ạ? Được không? Cô ba đồng ý không ạ? Không được đâu ạ. Bọn mình đã gặp nhau bao giờ đâu. Đây là lần đầu tiên gặp nhau. Cho em thêm thời gian suy nghĩ ạ. Thực ra thì mọi thứ đã luôn được chuẩn bị rồi. Gật đầu một cái là em qua rước dâu luôn. Dạ. Trước khi đi tôi có một lời gửi đến cô ba. Thôi cô ba đừng trông mong vì tôi là người chồng trong mơ của cô ba. Thôi cô ba đừng trông mong vì tôi là người chồng trong mơ của cô ba. Trời ơi. Em thấy chưa? Trời ơi. Phải là tôi. Tuyệt em vời. Thấy chưa? Tuyệt vời. Không anh ơi, em thấy là em thấy cái người kia nó hơi lớn tuổi. Em thấy là người này được nè. Không, thôi. Anh thấy là cậu cả ok. Vậy tuy ông già một xíu nhưng mà tài sản ông nhiều. Tại nó còn trẻ trâu quá. Nhưng mà nó lãng mạn đó với thương gia lẽ nó cùng tuổi rồi. Bây giờ hả, ông gả cho hả ông cả đi. Trời ơi, trên lệch như vậy là đi ở ngoài đường nó không có xứng đâu. Lãng mạn cái gì tới lãng xẹt. Để nhớ tặng tôi miếng đất không? Cái miếng đất mà ngang 2m và dài 1m đó. Nó tặng nguyên cái quả đồi còn muốn cái gì nữa. Tôi thấy là không có hợp là cái ông cả là ok hơn. Lấy ông đó về lấy thanh xuân của nó rồi sao? Làm sao mà hợp được? Thôi. Anh gì đừng tranh luận với nhau nữa. Mọi người ơi, em đang khóc, đừng để ý cái ghế cho em khóc tiếp. Anh chị yêu em hay là anh chị yêu tiền?
Chẳng ai quan tâm đến cảm xúc của em cả. Mà chị thấy là cái người này là người ta giàu có, người ta lo được cho em mà. Nhưng mà em muốn được tự tìm hiểu người yêu của em. Em có người yêu rồi. Em có người yêu rồi. Em có người yêu rồi. Người yêu của em lại. Lại. Em yêu anh Phúc. Mình lỡ yêu thương một người sai đâu một người, sự yêu chưa sai một người nào. Ở đằng sau bầu trời gió mưa cao, kỳ vọng như thế nào. Ở bên cạnh em những tháng ngày dài, cũng chẳng biết mình sai. Vì anh có một nơi phải quay về, nơi đây chẳng có em, chỉ có những mong chờ. Em có điên không Phương? Hả? Nó chỉ là cái thằng thực tập ở nhà mình thôi. Mà bây giờ em yêu nó thì em sẽ được cái gì? Sự nghiệp không có, tiền tài không có. Em lấy nó thì làm sao mà em hạnh phúc được hả? Hồi xưa lúc hai người yêu nhau, anh lúc làm gì có cái gì đâu. Tại sao bây giờ bắt em phải quen người có nhiều tiền? Em không muốn. Chính vì anh đã khổ quá nhiều rồi, cho nên anh không muốn em gái của anh bị khổ nữa. Yêu thế mới là làm khổ em. Em phải nghe anh. Không. Không. Em tụi không em yêu nhau mà đâu. Anh chị đừng cản tụi em mà. Đừng khóc bé. Tụi em nói đúng á. Ngày xưa ba mẹ tôi cũng gả tôi cho người giàu đó, mà tôi đâu ưng. Tôi cũng cãi cha mẹ tôi ông. Giờ nó thương nhỏ ép nó làm chi. Nhưng mà tôi với bà khổ quá nhiều rồi, đổ nợ tới nơi rồi. Ông cả là cái ông trùm đó, bây giờ mà không có chịu gả con Phương cho ổng là ông thả tôi với bà xuống sông phóng sanh luôn đó. Sao mà sao có câu trả lời chưa? Chị ơi. Dạ. Chị trả lại cho người ta đi, em cần đâu. Dạ ông cả ơi, con biết là thế lực của ông mạnh lắm, với lại tiền bạc vàng dòng ông đưa vợ chồng con nhiều, mà thật sự con Phương nó có tình yêu của nó rồi. Bây giờ có cách nào không cả? Đừng sợ em. Buông tay ra. Tôi bảo cậu buông tay ra. Không, không thích. Tôi sẽ lấy cô này. Ông cả ơi. Tôi sẽ lấy cô này. Cho cậu con trai của tôi. À, ba. Con ấy nha. Ủa? Dạo này là giỏi lắm rồi đó, còn bắt ba đóng kịch cho con nữa hả? Ba là bạn gái con khóc quá trời kìa. Ủa, đây là ông cả. Vậy đây là cậu cả. Cậu cả trong gia phả. Cậu cả có nhiều con phiếu không? Thật ra là đây chỉ là một cái vở kịch. Ba anh muốn thử lòng em thôi. Ba anh muốn tìm một người con gái không mưu cầu vật chất. Và anh Tài cũng là bạn của anh. Hả? Trời ơi. Con chào chú. Cảm ơn con nha. Diễn hay quá. Chúc mừng mày. Tụi em yêu thật lòng. Hy vọng là anh chị có thể tác hợp. Tác hợp chứ. Tác chứ. Bọn nhỏ đã thương nhau vậy quá rồi. Đúng rồi. Thì còn biết nói gì nữa. Vậy thì mình đám cưới nha. Tôi đến sang nhà em để xin mẹ cha được làm trong em, xin mẹ cha được bên cạnh vui buồn cùng với em, cuộc đời anh sẽ chỉ giao phó cho mình em. Anh sẽ mang vòng nhẫn cưới đeo vòng tay nàng dâu mới bước cùng chị.
đời. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Cảm ơn. Hãy đến dự đám cưới tụi em nha. Yeah. Yeah, và vở kịch xin kết thúc tại đây. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã theo dõi vở kịch ạ. Thưa quý vị thân mến, vừa rồi quý vị xem hai vở kịch của chúng tôi, chương trình Hành Trình Rực Rỡ có mặt tại Đà Lạt. Vở đầu tiên là vở về tình cảm gia đình và người cha đã mất tại Viện Dưỡng Lão. Vở thứ hai là cũng là tình cảm gia đình với sự đặt để một tình yêu của em gái vào những mối tình mà em nó không mong đợi, cuối cùng là tìm được một hạnh phúc nhờ vào cái tình yêu đúng nghĩa mà em nó đã chọn. Bây giờ chúng tôi sẽ nhờ quý vị sẽ vỗ tay cho hai kịch. Quý vị vỗ tay cho vở nào dài hơn thì vở đó sẽ là vở được chọn là chiến thắng trong buổi tối ngày hôm nay. Thích cái nào chọn đó, đơn giản. Đầu tiên là vở kịch Viện Dưỡng Lão. Xin mời. Và bây giờ là vở kịch chọn chồng cho em gái, xin mời. Như vậy là vở kịch đầu tiên của các thành viên Trường Giang, Thúy Ngân, Negip, Phát La và Trương Thảo Nhi đã giành chiến thắng. Xin chúc mừng các bạn. Yeah. Như vậy là vở kịch Một Câu Chuyện Vì Dương Lão đã mang về một cái sự chiến thắng cho các bạn. Thưa quý vị, là cái chiến thắng ở trong chương trình của tụi em nó không quan trọng bằng cái việc là mang tới một cái sự giải trí, mang tới một cái mà tụi em hay gọi là tụi em phải vượt qua được cái thử thách của chương trình. Và dù đêm đã khuya nhưng quý vị vẫn ở lại, đó là chiến thắng lớn nhất của tụi em của tụi em. Tuyệt vời. Cảm ơn quý vị. Nhưng mà ngày hôm nay với cái phần âm nhạc của ekip, ngày hôm nay làm việc rất là tốt, và đặc biệt là có hai người đã tham gia ở buổi tối ngày hôm nay và giúp đỡ rất là nhiều cho chúng tôi, đó chính là Trương Thảo Nhi và Tăng Phúc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ngày hôm nay em với Phúc đã được mọi người yêu thương rất là nhiều. Tụi em rất là vui vì được tham gia hành trình rực rỡ. Em cảm ơn. Cảm ơn Trương Thảo Nhi. Dạ. Yeah. Yeah. À, thật ra thì quê em không phải ở Đà Lạt như anh Giang nói. Quê em ở Sóc Trăng cho nên chương trình mình có về Sóc Trăng thì mới nhớ mà em. Cảm ơn Tăng Phúc. Cũng may mắn sao mà em lại được mời tham gia. Và tới đây em được trải nghiệm, thứ nhất là gặp các cast rất là dễ thương. Em được tham gia những cái trò chơi, rồi được biết về văn hóa ở Đà Lạt. Cảm thấy rất là hạnh phúc vì được làm một phần ở trong tập này. Cảm ơn Thượng Lan. Chú Tư Vinh thì thấy như thế nào? Cảm ơn Giang. Đầu tiên thì cho phép em cảm ơn chương trình đã mời em lần này, cho em một cái trải nghiệm Đà Lạt mà em chưa bao giờ trải qua. Em đến được những cái chỗ gọi là mình nghe thôi, mình chưa có tới, cũng như là trực tiếp tham gia vào những cái văn hóa của địa phương. Và đặc biệt là buổi tối ngày hôm nay là thấy được cái cực khổ của tất cả mọi người. Cảm ơn kỷ niệm này. Thank you. Cảm ơn Thư Vinh. Xin hỏi Phát La. Dạ. Đầu tiên thì là em gửi một lời cảm ơn thật sự rất là chân thành đến quý vị khán giả ngày hôm nay. Bởi vì bây giờ là 1 giờ hơn sáng rồi mà quý vị vẫn chịu khó ở lại để mà thứ nhất là xem tụi em, thứ hai là hỗ trợ đoàn của tụi em có thể quay hoàn thành chương trình thật tốt. Thì em xin gửi một lời cảm ơn chân thành đến tất cả quý vị khán giả đang ngồi ở đây. Và đặc biệt là quay là diễn với anh Trường Giang nữa. Anh đòi hỏi cao lắm đúng không mọi người? Dạ đúng, đúng. Trời ơi, anh Trường Giang, mọi người về lắm. Xem cái tập này vào lúc 21 giờ 15 phút tối, chương trình thành tuần TVT3 Đài Truyền Việt Nam. Để tổng kết cho hành trình tại Đà Lạt lần này, đã có một người xuất sắc giành được số điểm cao nhất, đó là Phát La với 4 điểm rực rỡ. Đó là Phát La với 4 điểm rực rỡ. Tuyệt vời. Bên cạnh đó thì có 4 thành viên giành được huy hiệu Đà Lạt rực rỡ, đó là Trường Giang, Phương Lan, Isaac và Thúy Ngân với 3 điểm rực rỡ. Chúc mừng. Dạ, em cảm ơn Giang, em cảm ơn chương trình ạ. Isaac, Thúy Ngân,
Phương Lan, Hình Như, tôi. Đúng rồi. Ừ. Và mỗi nghệ sĩ sẽ có một phần quà từ chương trình. Thưa quý vị thân mến, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình Hành Trình Rực Rỡ. Chúng tôi luôn mong muốn mang tới cho quý vị những góc nhìn chân thật nhất về văn hóa vùng miền, về ẩm thực, về thiên nhiên hùng vĩ của Việt Nam. Và xin chúc cho quý vị cùng gia đình luôn an khang thịnh vượng, tràn đầy hạnh phúc. Xin hãy nhớ chương trình của chúng tôi là chương trình Hành Trình Rực Rỡ, tự hào Việt Nam. Hơi giang. Ông chặn đất nước cho tim nồng thêm tình yêu quê hương, hành trình rực rỡ để lời ghi nhớ quê hương Việt Nam biết bao tự hào. Hành trình rực rỡ và nhớ rằng ôm lấy sắc thắm Việt Nam tôi là có ý nghĩa. Hành Trình Rực Rỡ 21:15 chủ nhật hàng tuần đang phát sóng trên ứng dụng Vion. Trời ơi, mà quánh như quánh gan vậy trời.